Hello. Không làm rồi mà sao không biết chưa mà. Alo chị. Dạ em chào anh, em là Chi, giáo viên của Pantado và hôm nay thì em sẽ là người phụ trách cái bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của mình nhá. Ok. Dạ rồi, trước khi bắt đầu thì em có thể hỏi một chút thông tin được không ạ? Là hiện tại là mình đã mà sử dụng tiếng Anh đến mức nào, hay là mình đã có học qua tiếng Anh trước đây chưa? Vẫn giao dịch hàng ngày, nhưng mà điều đó cũng hạn chế thôi Là ở trong cũng công hạn việc. Tại là tức vì đang work from home, với lại là cái bộ phận của anh trong công ty ấy, thì nó ít tương tác với cái bộ phận nước ngoài. là rồi. Vậy thì cái mục đích mình học tiếng Anh là để làm gì anh nhỉ? Muốn cải thiện cái khả năng giao tiếp viết lách của anh lại. Có nhiều Là thứ anh nói, nhiều thứ anh quên quá. rồi, có nhiều thứ mình đã quá quên. Vậy thì em đã hiểu ý mình là trước đây là mình cũng có sử dụng tiếng Anh rồi đúng không ạ? Không phải ở mức là vỡ lòng chưa biết gì, nhưng kiểu như là mình cũng có biết một chút chút đúng không ạ? Có thể xài được rồi. Đã rồi, có thể xài được rồi. Đã rồi, vậy thì em sẽ chọn cái bài kiểm tra mà kiểu như em nghĩ là sẽ vừa sức với mình nhé. Rồi, vậy thì ở trong bài kiểm tra ngày hôm nay thì mình sẽ có làm 5 bài, cho nên là hy vọng là mình có thể làm tốt được. Nếu như mà có gì quá khó hay có gì không hiểu thì mình cứ hỏi em nhé anh nhé. Đã rồi, vậy thì một lần nữa em xin tự giới thiệu, em là Trần Hoàng Kim Chi và hôm nay em sẽ là giáo viên đứng lớp cái bài kiểm tra đầu vào của mình là Mr. Tú. Ok, vậy thì em sẽ chia sẻ cái màn hình để mình có thể nhìn được cái bài kiểm tra của mình hôm nay nhé. Đã rồi, không biết là thời gian 1 tiếng thì mình có thể sắp xếp được không mà, hay là mình có cái kế hoạch thì sau đó. Tiếng được Đã thì rồi, bọn anh một vẫn tiếng. đang làm việc đấy, chứ mà tại bảo là hôm nay sắp xếp giờ thì Dạ rồi. gian ra. Dạ rồi. Vậy thì trước tiên mình sẽ đi vào phần đầu tiên của bài kiểm tra, đó là phần ngữ pháp. Và đối với phần ngữ pháp thì em sẽ ôn lại một chút cho mình trước khi mình làm kiểm tra anh nhé. Rồi, với phần ngữ pháp thì trong bài kiểm tra hôm nay là mình sẽ tập trung vào hai phần, hai cách thì. Đó là thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn. Chức năng của hai thì này khá đơn giản. Thì hiện tại đơn chỉ đơn giản nói về một sự thật hoặc là một cái câu mô tả nói chung thôi, nó không có ý nghĩa gì hết. Còn cái present continuous thì hiện tại tiếp diễn mô tả một cái hành động, một sự việc đang diễn ra ngay lúc này. Công thức của thì hiện tại đơn thì chỉ có động chủ ngữ cộng với động từ, hoặc không cộng với động từ thì cộng với to be, và to be thì phải có am, is, are chia theo ngôi. Cái này mình nhớ đúng không ạ? Dạ rồi, Ok. dạ rồi, vẫn nhớ ha. Vậy thì hiện tại tiếp diễn thì cũng đơn giản như vậy, động từ chủ ngữ cộng với động từ to be hoặc là am, is, are chia theo ngôi, và quan trọng nhất đó là phải có verb in. Rồi, cái động từ trong thì hiện tại tiếp diễn là verb in, thì hiện tại đơn là chỉ động từ thường thôi, nhưng mà phải có s hoặc là es tùy theo ngôi. Rồi, đó là phần ôn lại về kiến thức ngữ pháp. Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào bài luôn. Right, so please put the verb in the correct form. Mình sẽ chia cái động từ trong ngoặc này về cái dạng đúng của nó nha anh nha. Hoặc là hiện tại đơn, hoặc là thì hiện tại tiếp diễn. So your answer for the first one is? So John is playing football at the moment. Okay, John is playing football at the moment. Okay, good job. That is the correct answer. Can you say that again? John is playing the football at the moment. John is playing football at the moment. Okay, good job. Right, number two. We often. We often write tests at our school. Đúng rồi, we often write tests at our school. Đúng rồi, cái này sẽ không chia gì hết. Often là đang ở thì hiện tại đơn. Rồi, number I'm three. talking to teacher now. Good, I am talking to my teacher now. Very good. Number four. Look, Mandy and Susan. And Susan are watching a film on TV. Chính xác, khi mà mình thấy được cái lúc này nó đang đắm sự chú ý của mình về một cái gì đó đang diễn ra, vậy thì mình phải đưa thì về hiện tại tiếp diễn là chính xác, are watching. Very good. Right, we still have some more question here. Right, number five. Olivia. Olivia. Olivia visit her uncle every weekend. Okay, so you choose visit.
But the word visit has s or visit no s. Đúng rồi. Visit okay. With s. Yeah. You visit has s at the end. Good job. Right. Number six. Now the sun. Now the sun is shining. Shining. Okay. You can you fix the pronunciation here a little bit. Cái này mình sửa phát âm một chút xíu nha anh nha. Khi mà mình thấy cái từ nó đi với sh như vậy là anh nè, thì nó sẽ là âm sờ cong trong tiếng tiếng Việt mình luôn đấy. Shining. Shining giống như là shining. Đúng rồi, shining. Yeah. Right, shining. Good. Chính xác. Rồi mình sẽ đọc khác với cái chữ s trong chữ sun nha. Sun thì nó sẽ là âm x xì trong tiếng Việt. Còn shining sh này sẽ là âm sờ cong trong tiếng Việt mình. Rồi. Number 7, day sometimes. There's sometimes quiz poems in the lessons. Okay, they sometimes read poems. Cái này sẽ là poems là thơ văn nè. Right, in the lesson. Good job. So read is with s or without s? Without s. Without s. Good job. Right. Right, number 8, listen the band. Listen, the band. The band are playing the new guitar. Okay, it's is or are playing? I think it's are playing. Ah, you think it's are playing? Okay, yes. The correct answer is playing. The band here mà là ban nhạc, đó là một cái danh từ nhóm, tức là mặc dù nó là chỉ có right. một nhóm nhạc thôi. There's only one band. There are no two bands or three bands. So okay. You have to use is. The band is playing the new guitar. Good. And this word is not guitar. It's guitar. Nó nhấn âm sao nha. Guitar. Very good. Right. So now we come to the part where we do the listening test. Mình sẽ bắt đầu bài kiểm tra nghe. Right. The first part, grammar part, you did a very good job. Mình đã làm rất tốt ngữ pháp ha. You still remember everything. Rồi em sẽ chia sẻ lại để chắc chắn là mình đã biết rồi. Right. Okay, before we start the listening test, I have some words for you. Right. Mình sẽ có một số từ vựng mình có thể gặp trong cái bài nghe tiếp theo, vậy thì mình cùng nhau phát âm nhanh nha. Đầu tiên, chữ dã ngoại em đọc là picnic. Can you repeat that? Picnic. Picnic. Good. Này, từ sông, con sông, river. Can you repeat that? River. Okay, right. Rác vứt bừa bãi, chữ này em sẽ đọc là litter. 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 Good. Chai lọ, bottle. Bottle. And finally, lười biếng, lazy. Lazy. That's right. Cái gì này mình không cần phải chu miệng ăn lại, mình cứ thoải mái miệng ra và nó đọc như là chữ Z vậy thôi. Lazy. 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 Đúng rồi, thoải mái miệng ra, đừng có tròn miệng lên, tròn miệng nó sẽ ra một chữ khác, một cái âm khác. Rồi. Rồi, cái này sẽ là cái hướng dẫn để cho mình nghe. À, phần này sẽ là phần nghe mình điền từ. Vậy thì trước khi nghe, em sẽ cho mình khoảng 10 giây để đọc hết. 20 giây để đọc hết cái phần mà mình nghe nha. 20 giây để đọc hết cái đoạn nghe này. Đây sẽ là một cuộc hội thoại giữa một người nam và một người nữ. Người nữ ký hiệu là W for woman. Người nam là M for man. Rồi, đây sẽ là một cuộc hội thoại giữa người nam và người nữ về một cái việc gì đó mà họ đang làm ngay lúc này. Right, 30 seconds to read everything and predict the answer. Vậy khi đọc mình sẽ dự đoán xem cái loại từ mình có thể điền vào trong đó là gì. Right, okay, 30 seconds is over and now we will start the listening. Are you ready? Ready. Okay, good job. Rồi, mình sẽ kiểm tra âm thanh giúp em nha. Mình có nghe thấy thì mình hãy nói em nha. Và mình có nghe cái đoạn nhạc đúng không ạ? Yeah. Okay, rồi. Listening practice through dictation. 1. Copyright 2007.
Compass Publishing. All rights reserved. Nature and the Environment. Unit 1. A Picnic by the River. This is a good spot. Let's stop and have our picnic next to the river. Right, number 1 and number 2, what did you hear? Do you want to listen again? Yes. Okay. Listen again. One more time. Nature and the Environment. Unit 1. A Picnic by the River. This is a good spot. Let's stop and have our picnic next to the river. Right. What did you hear from number 1 and number 2? Number 2 is river, but I want I. Okay, you cannot hear it. One more time for the number 1. Let's stop and have our picnic next to the river. One more time, for lần nữa. Let's stop and have our picnic next to the river. Hãy dừng lại và có một cái buổi picnic ở bên cạnh con sông. Right. Okay, so this is, the next line is for the man. Tiếp theo sẽ là người đàn ông nói ha. Good idea. Walking always makes me hungry. I'm ready for lunch. Right, what did you hear? Hungry and lunch. Hungry. Number 3. And okay. Lunch at a 4. Okay, no, four is we can sit here on the. Cái số 4 thì nó sẽ mình phải nghe được cái đoạn đấy đã. Bây giờ sẽ là hungry. Okay, hungry, ready for lunch. Okay, ready. Yeah. Now you hear number 5 and number 4, number 5 of the woman. Người nữ sẽ nói câu số 4, số 5. We can sit here on the grass. Oh no, someone forgot to throw these empty paper bags away. There is litter everywhere. We sit on the grass. We empty the bottle bag. No, bottle bag anyway. Right, the number 5 is not bottle. We listen again for number 5. But number 4 is grass. Very good. Mình đọc lại chữ grass với em nhanh nhé. Có cái âm G ở trước, mình đọc rõ lên. Grass. Grass. Chính xác. Rồi, okay, grass. Right, mình nghe lại cái chỗ số 5. I'm ready for lunch. We can sit here on the grass. Oh no! Someone forgot to throw these empty paper bags away. There is litter everywhere. Why do people... Right. What empty did you... Empty paper bags anyway. Very good. There is litter everywhere. Chính xác. Paper bags away. Paper bag, túi giấy. Rồi. Ready to listen to number 6. Throw these empty paper bags away. There is litter everywhere. Why do people always leave litter around? It's not a nice thing to do. It spoils other people's picnics. Why do the people always leave litter around? It's not a nice thing to do. It spoils another people's picnic. Okay, picnic. Chỗ này có S nha. Nếu mình nghe ra cái picnic cuối nó sẽ phát âm được chữ S. Litter around. It's not a nice thing to do. It spoils other people's picnics. I think they are lazy, or maybe they just don't care. Look, there are some empty cans and glass bottles under that tree, too. Number 8 is? I think they are lazy, or maybe they just don't care. Look, there are some empty cans and glass bottles under that tree, too. Very good. So number 9 is bottle, but bottle with S or without the S? Bottle with S. Very good. Rồi mình sẽ nghe là nó đọc S rất rõ ràng và hơn nữa là trong này nó cũng đã nói là there are nên sẽ phải là số nhiều. Good job. Right. Ready to listen to number 10. People should clean up before they leave and not leave litter lying around. Oh no. No, just see. And not leave litter lying around. That's right. Well, after our picnic, let's pick up all the litter we can and take it out of here. Okay. Right. So can you hear number 10? Pick up. Pick up.
Pick up, that's right. Pick up là nhặt lên. Good job. Rồi, number 11 and 12. Mình nghe số 11, số 12 liên tục luôn. And take it out of here. Okay, and next week, let's come back with friends and pick up some more. Good idea. Right, number 11 is? Let's back. Okay, one more time. Come back. Okay, and next week, let's come back with friends and pick up some more. Good idea. Right, number 11 is? Come back and good idea. Come back and good idea. Very good. Right. Okay, you got all the correct answer. But I think that if you can only listen one time, you will not be able to fill all 12 answers. Tức là khi mà mình làm một lần thôi, mình chỉ nghe một lần từ đầu đến cuối, thì mình sẽ khó mà để nghe hết được 12 đáp án cùng một lúc, đúng không ạ? Đúng rồi, vậy thì khi em sẽ để mình nghe từ từ từng lần một thì nó sẽ dễ hơn cho mình. Nhưng mà cũng không sao ạ. Tức là khi mà mình nghe được chính xác như vậy, từ tốn khoảng 1 đến 2 lần nghe mà mình nghe chính xác như vậy, tức là kỹ năng nghe của mình đang rất là ổn. Rồi, tức là mình sẽ nghe được những cái đoạn băng mà nó nói từ từ, chứ không phải những đoạn băng nó nói nhanh. Right. Okay, so now we go to the part where we practice speaking. Right. So in this part, you will describe a picture. Mình sẽ mô tả một bức tranh. Nhưng mà mình sẽ cần chú ý đến những thông tin gì để lấy được điểm trong phần thi nói. Rồi khi mà thấy một bức tranh, mình sẽ phải nhìn coi cái nơi mà bức hình đã được chụp đó là nơi nào. Where is it? What are in the picture? Có những vật gì xuất hiện ở trong bức tranh đó? What are they doing? Con người ở trong bức tranh, đúng không? Họ đang làm gì? What are they feeling? Cái cảm xúc của con người trong bức tranh đó là gì? Và how's the weather? Thời tiết như thế nào? Đó sẽ là những thông tin mình có thể vận dụng để mình mô tả. Right. So now you have a picture here. Can you help me describe this picture? There are two people in the park. They're running under the trees. And the weather is very good today. Can you say the weather is very? Very good today. Very good today, right. Okay, so can you tell me what are they wearing? Do you know? A man with the pullover, blue pullover. Okay. And the shorts and white shoes. Mm-hmm. And women with the... You can just say white shirt and white short. That is okay, right? Or you can say they are wearing sport clothes. They are wearing sport clothes. Cái này cũng được. Họ nói chung là họ đang mặc đồ thể thao. Very good, right? Okay, vậy thì mình đang mô tả rất là đúng nhưng mà hơi ngắn gọn, hơi ngắn gọn. That's right. Okay, they are running and they are smiling. Is that right? Right. And they are running. They are smiling. They are running in the park. There are a lot of trees and the weather is good today. Right, yes, good job. Right. Okay. Wow. You finished it faster than I expected. Mình làm xong cái phần nó nhanh hơn là em nghĩ. But it's okay. We still have some extra question for the speaking. Right. So, Mr. Tu, can you tell me, do you often do exercise? I do exercise every day because I love kung fu and gyms. Oh, because you love kung fu and gyms, so I do exercise every day. Okay, you do exercise every day, right? Có hai lỗi ở đây mà em đã spot ra được. Đó là chữ bởi vì, mình không đọc là because mà mình đọc là âm ơ, because. Yeah. Because. Rồi cái chữ everyday là một số ít, một danh từ số ít, cho nên mình không bao giờ thêm s ở cuối. Và mình chỉ thể nói là because I love kung fu, so I do exercise every day, right? Okay, so how long do you do exercise a day for a day? How long do you do exercise for a day? About 1.5 hours every day. 1.5 hours. Okay, so do you run? Do you do yoga or what do you do? What exercise do you do? So I come back with on the lesson, for example, running or
So I cannot describe about it. Ah, okay. It's okay. I understand you. But yeah. You mispronounced this word. It is combined. Can you say that? Combine all the lessons. Yeah. Okay. Because you say come back, so I thought mình quay trở lại. No, it's not combine. Combine all the lessons. Yeah. Thank you. Right. So aside from exercise, do you play any sport? Yeah, I swimming and play tennis. You go swimming and you play tennis. Okay, so how often do you play tennis? I play tennis twice a week. Twice a week. Right, yeah. So how about swimming? Swimming about 1 hour per week only. Oh, 1 hour per week only. Okay, good. Và mình sẽ nói là 1 hour và sẽ không có S ở cuối nha anh nha. 1 hour, no S at the end. 1 hour would have yes. 1 hour per week only. Very good. You seem to love sport a lot. So can you tell me what are the benefits of doing sport? So I feel strong and I feel younger than my age. Okay, younger than my age. Okay, very good. Younger than right. Okay. So if you're if you feel younger than your age, so how old are you exactly? I'm just asking. I'm 42 years old. Oh, you're 42, right? You do look younger than your age. You look around 35 or 36, in my opinion. Oh, thank you, G. Don't worry. Okay, you're welcome. Right. Of course, doing sport brings a lot of advantages and benefit, right? It makes you feel strong and feel younger than your age, right? So, do you think people should always play? Do you think people of all ages should play sport? Right. My question is, do you think people of all ages should play sport? Rồi, people of all ages, tức là mọi người ở mọi lứa tuổi. I think all people can play the sport depend on their health. For example, with the people at about 8 or 10 years, they can do the simple exercise. For example, play football or play list. They swim. For example, my son can ride a bike every day. Okay. Yeah. And I can to play gym or combine a lot of activity a day. Right. Thank you so much. Good job. Right. So that is your answer for all the speaking. Wow, you are really good at understanding the question and giving replies. Mình nghe câu hỏi rất là tốt, hiểu đề cũng tốt và trả lời cũng tốt nữa. Có một số cái lỗi ngữ pháp khá là nhỏ nhưng mà em nghĩ cũng không sao tại vì em hiểu được những gì mình nói, tức là cái cách truyền đạt của mình rất là ổn. Right. Okay, now we go to the reading. Okay. So let's see. Right, so you're seeing some picture and some words on the screen. Right, so can you tell me each name of the food on the picture? Mình sẽ nói cho em tên các cái món ăn của những cái hình trên này nhé. So okay, so can you see number one and what is it? Do you know? Or number two? Rồi mình có thể nói chung là có những cái mà mình không biết thì em sẽ chừa ra nhé. Do you know this one? Seafood, right. Okay, seafood. I don't think that's seafood. Seafood is down here. Seafood is ở đây, mọi người thấy các loại cá. So that is seafood. Don't worry. This is very kind of a lot of difficult. Hơi khó thì mình một chút xíu. Rồi em sẽ chỉ luôn vậy. Cái này nó hơi lằng nhằng. The reading here is quite boring in my opinion. Cái bài đọc nó hơi chán nhưng mà mình đã đọc để mình có kiểm tra cái kỹ năng của mình thôi. Okay. Right. Right, so please read the menu on the screen and tell me if each statement are true or false. Mình sẽ có một cái menu ở bên phải và một số cái câu nhận định ở bên trái từ 1 đến 5. Hãy đọc menu và cho em biết từng câu 1, 2, 3, 4, 5 này đang đúng hay đang sai. Right. Rồi. You can eat a salad.
in the restaurant. It's true, it's the main course here. Okay, it is true, it is the main course, right? Where? Eat salad. Salad là nó phải yeah. nào? Yeah, egg salad. Yeah. Okay, egg salad, that's right, very good. Right, this restaurant sells seafood. Is it right or wrong, true or false? I think it's false. Okay, you think it's false because there's no seafood, right? Yeah, right? But you can see seafood salad here. So it, this question is a little bit difficult. It is true. Mình thấy có cái seafood salad here. Đây là nó có hải sản trong này này. Thì đương nhiên trong này sẽ có một món duy nhất có hải sản thôi. Thì nó vẫn là đúng. Right. Oh, but I think with the seafood restaurant, they have a list of seafood for us. And here is only main course, only have some salads and Chinese burger, double cheese, for example. So I think it's false. Right. I agree with you. I agree with you. This question is a little bit tricky. So it can give you a headache because you have to think about it. Right. You see seafood here, but it's not mainly seafood. It's seafood salad. Tức là cái hải yeah. sản nó chỉ là cái phần phía trên thôi. Cái chính của nó vẫn là salad. Nên là cái câu này okay. dễ bị lừa. Okay, it's okay. I also agree with you because it's false. Nếu là em thì em cũng chọn false thôi, tại vì cái này không có rõ ràng. Number three, there are four different types of pizza. Is it true or false? From Chinese pizza, meat pizza, seafood pizza, it's true. True, really? True, really? One, two, three, four, five. There are five pizzas right here. But they said there are only four. Chicken pizza. Chicken pizza, yeah. you forgot right. it. Right, so this is false, okay? They don't have dessert in this restaurant. It is? They don't have dessert là món tráng miệng. They don't have dessert in this restaurant. No, so, I don't think that. Okay, it's false, đúng không? Nó sẽ phải, nó chắc chắn sẽ phải là false bởi vì cái dessert okay. nó nằm ngay đây rồi. Nó có một cái menu riêng luôn mà. Yeah. Right, they have dessert. Right, the water is free in this restaurant. Is the water free? Is the water free? False, I think it's false. They have the rice for the. Good, right. They have yeah. price for all the dishes, right? Rồi chữ yeah. này mình phải đọc là price là giá cả, chứ mình không được yeah. đọc là R không. Nếu mà đọc R không thì nó sẽ ra chữ cơm gạo là rice, còn price mới là giá cả. Right, remember? Okay. Okay, now I will check your pronunciation a little bit. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái phần phát âm của mình nhé. Right. Với phần phát âm này thì em sẽ giới thiệu sơ qua cái bảng phiên âm quốc tế 44 âm của tiếng Anh. Rồi với bảng phiên âm này thì mình có thể nhận biết được các cái nguyên âm màu xám và phụ âm màu vàng. Nguyên âm phụ âm này sẽ hỗ trợ mình trong việc nhận dạng được cái từ đó nên được phát âm như thế nào thì mới đúng. Rồi, ví dụ như mình có cái cặp này y ngắn y dài, đây là một cặp nguyên âm hay bị lộn, y ngắn y dài. Y dài, mình điều chỉnh khuôn miệng làm sao giống như mình đang cười ấy, để ra được chữ sheep, sheep. Đó là y dài, y cười. Còn với y ngắn, mình thả lỏng miệng, làm mặt hơi lạnh lùng một chút xíu thì mình sẽ ra được âm y ngắn để đọc được chữ sheep. Ship. Đó, hai chữ này khác nhau. Ship và ship. Can you try? Ship. Ship. Ok, mình căng miệng ra một chút xíu thôi. Mình cũng không cần cười làm gì cả. Mình căng miệng ra chút xíu để ra được chữ ship và ship. 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 Rồi, em vẫn đang thấy khuôn miệng của mình vẫn chỉ đang giữ ở một chỗ thôi. Nó chưa có sự khác biệt lắm. Ờ, nhưng mà em vẫn, nói chung là mình vẫn nghe ra được có một tí xíu khác biệt cũng được, không sao ạ. Rồi, đó là y dài, y ngắn. Rồi, hai cái cặp tiếp theo sẽ là âm u ngắn và âm u dài. U, good. Và u, shoot. Với âm u ngắn thì mình để cái khuôn miệng thoải mái một chút xíu. U, good. Đó, còn u dài thì chu miệng là rất là rõ luôn. Shoot, shoot. Rồi mình thử được không ạ? Good và shoot. Good. Shoot. Ok, that's very good. Rồi cái đó rất là nó tốt ha. Rồi, nói chung là từ nãy giờ thì em quan sát thấy là anh phát âm những cái nguyên âm là rất là ổn. Chỉ có một số cái phụ âm là mình cũng cần phải cố gắng thêm. Phụ âm,
mình có những cái cặp sau cần phải chú ý. Rồi, mình đang thấy là trong những cái cặp này sẽ có một cái màu xám nhạt và một cái màu đen đậm. Thì những cái nào màu xám nhạt là những cái âm gió, mình bắt buộc phải thả hơi gió ra khi phát âm. Rồi, còn những cái nào mà đen đậm thì nó sẽ là âm rung, tức là trong cổ họng mình phải rung thì mới đúng. Rồi, gió và rung là như thế nào? Ví dụ như cặp đầu tiên, p và b. B trong chữ p, khi phát âm chữ p thì cái âm p đầu tiên mình đẩy gió ra rất nhiều. Còn boat thì sao? Boat, boat, chữ b không có một tí gió nào cả mà thay vào đó nó rất là rung. Vậy thì mình có p không rung, boat rung rất nhiều. Rồi mình thử giúp em được không ạ? P và boat. P, boat. Chính xác rồi, và mình đang bị thiếu âm t ở cuối boat, nó có âm t ở cuối. Rồi. Âm t và âm d, hai âm t và d là hai âm cực kỳ quan trọng trong tiếng Anh tại vì nó thường xuất hiện ở âm đuôi và rất nhiều bạn không đọc được hai âm này. Rồi. T, trong t, d, trong dog. Can you say that? T and dog. T, dog. Ok, mình đừng có đọc thành âm t trong tiếng Việt nha anh nha. T, t. Lưỡi của mình sẽ chạm vào cái vòng họng trên, sau đó là mình bật xuống thì để tạo ra gió. T, t. Đó. Rồi, hai chữ tiếp theo, hai âm tiếp theo. Ở đây chính là hai âm tiếp theo, đó là ch và j. Tưởng chừng như giống nhau nhưng không phải. Cái âm đầu tiên đó là âm ch. Ch đọc giống như ch chó trong tiếng Việt nhưng mà sang chẳng hơn, nhiều gió hơn. Ch trong cheese. Rồi, âm tiếp theo j. J. Nó là âm JD như vậy nhưng mà nó rung nhiều hơn và nó lại cũng một kiểu sang chẳng hơn. Ch và j. Trong cheese và June. Mình thử được không ạ? Chữ phô mai và chữ tháng 6 nè. Cheese, June. Ok, ở đây em đang nghe thấy cái âm giờ, tức là cái âm không giật nhiều hơn là cái âm cần giật. Rồi mình giật thêm một chút xíu cho em nha. June, dứt khoát. June, June. Ok, June. Cảm ơn rất nhiều, chính xác rồi ạ. Rồi, rồi, và hai cái âm call, go với cả fly video này em nghĩ là mọi người đều làm tốt. Cái cặp âm quan trọng tiếp theo đó là cặp âm TH. Cái này mọi người hay bị sai rất là nhiều. Rồi, đầu tiên cái ký hiệu mà số 0 sau một gạch ngang như vậy là của âm th. Th trong tiếng Anh nhưng mà nó không có đọc là th mà nó đọc là sink. Mình cắn lưỡi sau đó mình thả nó từ từ ra sau đó mình mới mở miệng. Sink, can you say that? Sink. Ok, easy, right? Rồi, chữ this này cũng cắn lưỡi luôn nhưng mà không có thả gió mà nó hơi rung trong cổ họng, cắn xong rồi rung. This. 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 Ok, very good. Think this. Can you try that? Think this. Ok, good job. Rồi, tiếp theo sẽ là âm, bốn cái âm này mọi người hay bị lộn khá nhiều, đặc biệt là âm S này với cả âm sh. Rồi, see và shall. Can you try? See, shall. See, shall. Rồi, cái chữ see mình cần giống âm X xì trong tiếng Việt giúp em hơn. See, nhẹ hơn. See và shall. She shall. Rồi, em vẫn đang nghe thấy cái này nó hơi giống cái âm sờ cong này, mình cố gắng nha. Rồi, và cuối cùng đó là âm r. R này thì nó khác với j này nha, tức là j này thì em giật nhiều hơn, mạnh hơn, mình sẽ nghe rất rõ. Còn cái này là r. R. Television. Can you try? Television. Okay, okay, good job. Right. Okay, so that is all of the test today. We finished sooner than expected. Mình xong sớm hơn rất là nhiều. Right. And I have to say that I'm very impressed with your English. You have the ability to understand the reading and explain your answer, also understanding the question very well. Also, your pronunciation is quite good. Just need to control when you speak. Mình cần có một cái sự kiểm soát tốt hơn khi mà mình nói. Tức là trong đầu mình nghĩ ra từ nào thì mình phải nhớ chính xác cái phát âm của từ đó và phát âm đúng chính xác luôn. Đó sẽ là cái cần mình cần cải thiện. Còn lại thì em nghĩ là mình ổn cả rồi. Phần nghe thì mình sẽ phải luyện tập nghe với tốc độ nói nhanh hơn. Và nghe hôm nay tốc độ nó khá chậm nhưng mà mình chưa có nghe được một lèo từ trên xuống dưới. Mà mình phải nghe đi nghe lại nhiều lần thì mới có thể bắt kịp được với cái từ mà người ta đọc. Vậy thì mình cố gắng phần nghe và phần nói giúp em nhanh nhé. Thực ra là phần nói thấy mình ổn rồi, cố gắng phần nghe thôi ạ. Ok, can you do it?
Thank you, chị. Right. Okay. So how do you feel about today's test? So I think the test is easy for me today. Okay. So I think about your test, but in the reaction until now, I have a little reaction with my staff because of COVID, so I work from home. So that's the reason why I want to come back to one-to-one with you. Ah, okay. Right. So this, so that means you want to have a one-on-one class with a teacher so that they can help you practice English, right? Improve your English. Yeah, okay. Because okay. Sometimes I'm writing or I write the email in my computer. So I write the short sentences and I cannot control about the grammar. So that's the reason why you can correct. Help me to correct the grammar. Okay. Yeah. Okay, that's actually good. That is actually good, right? Yeah. We're very glad we can help you. And about today's test result, I think that you can actually study our textbook of Pan Developing. Ở đây em có một cái sách giáo trình tên là Developing, thì cái giáo trình này nó đang nằm ở mức là A2, B1. Nó sẽ tập trung vào ôn tập lại các cái kiến thức ngữ pháp mà mình đã học và mình có thể luyện tập nghe nói nhiều hơn, bởi vì mỗi bài nó sẽ đều có cái phần từ vựng và cái phần nói ở mình ở cuối câu, tức là khi em có thể cùng ăn luyện nói hoặc là cùng ăn kiểu sửa bài hay làm gì đó. Nhưng mà với cái năng lực của mình thì em nghĩ là đang hơn cái chỗ này một chút xíu, nhưng mà với cái phần expand với cái giá trình cao hơn thì nó lại chưa đủ. Để em có gì em sẽ thảo em có thể em sẽ thảo luận lại với bên đào tạo để đưa ra một cái giáo trình chính xác nhất. Nhưng mà nếu như mà em quyết định cái giáo trình A2 B1 của mình ấy, thì mình sẽ phải luyện tập bên ngoài nhiều hơn, ví dụ như là luyện tập thêm về cái kỹ năng viết chẳng hạn, bởi vì bài hôm nay mình chưa có kỹ năng viết. Right, is that okay? Okay. Right. Okay, if you have any question you can ask your helper, that is Miss Hoa, right? Mình có thể hỏi cái bạn đã tư vấn cho mình, đó là bạn Hoa, the customer service, right? Được chưa? Okay. Okay, so I will end the test here, and thank you so much for being here today. I hope you have a nice week, and then please stay safe, right? Please stay safe from COVID. Okay. Okay, I'll see you later. Very important. See you later, and Merry Christmas. Merry Christmas. Okay.